Anh ơi. Quay các lòng nữa. Vâng. Hôm nay là chuyên mục về dinh dưỡng. Tại sao mà chó ở trại nó lại không được bụ bẫm như chó ở nhà các anh đúng không? Định nói xong rồi quên luôn. Nhiều chó quá nó cắn rau sủa không quên hết. Lú hết cả rồi. Bây giờ trong đầu toàn tiếng gâu 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 đi. Không biết tiếng gì khác. Thì các anh thường hỏi em là tại sao em nuôi ở trại nó không được bụ bẫm như các anh nuôi. Thậm chí là có những anh bảo em, ôi rồi đây. Em ơi, em anh vừa bắt về khoảng 2 tháng nhỉ? Mà nó tăng về đến ngủ. Mấy cân, 4-5 cân liền. Thì em cũng giải thích luôn là bởi vì khi mà em nuôi tại trại, mọi người nhìn này, em nuôi rất là nhiều chó, như là đây mới là những cái đàn chó mà em bắt đầu được xuất bán nhá. Còn những cái đàn mà dưới 2 tháng đang ở cùng với con chó bố mẹ nó rất là nhiều, em không thể quay được vì nó ở trại sinh sản. Đây là mấy cái đàn chó nhà em đang xuất bán thôi. Với cái lượng chó như thế này ấy, mà một ngày em cho nó ăn ấy, thì em không thể đảm bảo được hết cái chế độ dinh dưỡng cho nó được. Như thế này em cho ăn ở trại để là gọi là gần như là kiểu là duy trì, để cho làm sao mà con chó nó có thể khỏe mạnh, đảm bảo sức khỏe về nhà với chủ mới. Ví dụ như là nó vẫn cân bằng dinh dưỡng như là cả chất đạm, chất xơ, chất tinh bột, nhưng mà nó cũng không thể đủ cái lượng dinh dưỡng để cho con chó nó phát triển tốt nhất được. Chính vì vậy là khi mà cái đàn chó ở nhà em ấy, nó thường là sẽ không thể nào mà lớn tăng vù vù như kiểu như là được. Lúc mà các anh bắt chó, nếu mà các anh mua của hộ dân mà người ta chỉ có một đàn thôi ấy, thì người ta chăm có thể là chăm rất là tốt luôn, nó bự, nó không to. Không phải đâu mà là như này này. Cái chó này mà cái ưu điểm của nó ấy là nhanh nhẹn hoạt bát, với cả là ham đồ, thì đâm ra mình phải phát huy tối đa cái gọi là cái ưu điểm của nó đúng không? Ưu điểm của nó. Nhiều khi mình cho nó ăn nhiều quá ấy, thì nó lại rất là chậm chó thật sự luôn. Vì con chó khi nó đã no rồi thì mọi người kích nó cũng không bao giờ nó thiết tha gì nữa. Nuôi nó chỉ đã ăn no thì chỉ có thích ngủ thôi mà. Thế căng ra bụng trùng ra mắt. Cho ham chó ra. Đấy. Nên là nhiều khi là chó này bọn em nuôi lúc nào hướng cái tinh thần nhá, bụng xa dạ thắt. Đúng rồi. Thứ hai là cơ bản nhất là này này. Nuôi nhiều ấy là tập trung là nó chó nó không được ngủ đấy. Thế xong rồi nên là bọn em bán như thế. Bán là cứ đàn nào muốn xong là đấy luôn, con chó lại đánh nhau với con bé đúng không? Nó cắn luôn là con bé trột luôn. Với cả là như nào nhỉ? Những con nó tồn lại này, xong rồi nó không được ăn uống thì nó sẽ hay bị gầy đúng không anh? Kiểu như là nó như là trong một con ấy, nó nếu mà nó to hơn hẳn bọn kia nào thì nó cắn nhau, xong rồi nào thì nó cứ nhìn nó ngó, nó dẫm hết cả vào đồ ăn, nó chẳng ăn uống thì kiểu nó cứ đi cà khịa ấy. Đấy, thế nên là khi mà em nuôi tại trại thì em có nghĩa là cái khung của nó to, thế nhưng mà cái bụng của nó thì không to, ví dụ thế. Nên là em sẽ thường không phải là nó nuôi trại thì nó xấu hơn, không hay thể là nào mà em nuôi bụ bẫm được như các anh đâu. Thứ nhất là vì không có thời gian và điều kiện để chăm sóc nó. Thứ hai là để cho nó đó một chút để nó phát triển được cái kiểu như là con gái hơn ý. Cái chỗ này của nó, cái sụn, nó đang là cái sụn, hình thành sụn đúng không? Khi mà nó béo, nó lặng quá ấy, là nó đè xuống, chó rất hay bị sập bàn, dẫn đến cái việc là xấu chân. Còn mọi người thấy con chó là mà bụng xa dạ thắt nhá, cái chân của nó đứng hình quả quýt rất là đẹp luôn. Đấy. Thế nên là mọi người mà bắt được chó bên em ấy thì cũng đừng quá để ý quá quan trọng đến cái vấn đề là nhìn chó gầy thế hay là chó bé thế. Bởi vì em bán cho mọi người ấy, cho mọi người ấy, bao giờ đùa với một tí thôi mà cắm đâu biết cả là chả nghe gì nữa cả. Thôi bây giờ hay là xem đàn nào mà quay riêng cho các anh, còn đàn nào chưa ấy quay để quay lại đi, phải ồn quá không nghe gì đâu. Chào mọi người.